Rồi, hello, xin chào tất cả các em ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại cái cách là đa thức chia cho đơn thức nha. Đầu tiên thầy có ví dụ cho các em như sau là thực hiện các phép tính. Rồi, ok, thầy có câu thứ nhất là phép tính trừ 2x mũ 5 cộng cho 3x bình trừ cho 4x mũ 3. Một đa thức ha. Thầy đem chia cho một đơn thức là 2x bình. Đó, ok. Như vậy, để làm được cái bài đa thức chia cho đơn thức này thì trước hết các em phải học xong cái bài đơn thức chia đơn thức đã. Để làm được bài này thì cũng rất là đơn giản thôi mấy em. Thì các em sẽ lấy lần lượt từng hạng tử của đa thức, các em chia cho đơn thức là xong. Có nghĩa là các em sẽ lấy gì ạ? 2 âm 2x mũ 5 này nè, các em đem chia cho 2x bình. Được không ạ? Sau đó các em lấy cộng 3x bình này nè, các em đem chia cho là 2x bình. Sau đó các em tiếp tục lấy trừ 4x mũ 3 đem chia cho 2x bình là xong. Được không ạ? Thì thầy hướng dẫn các em làm như sau. Bằng. Đầu tiên thầy lấy âm 2x mũ 5 đem chia cho 2x bình. Thì đây chính là phép tính gì ạ? Đơn thức chia cho đơn thức như những bài giảng hôm trước thầy đã nói. Thầy lấy âm 2, thầy chia cho 2, kết quả là âm 1. X mũ 5 chia cho x mũ 2. Lấy 5 trừ 2 là còn 3. Chúng ta có x mũ 3. Tiếp tục, cộng 3 chia cho 2 là cộng 3 phần 2. X mũ 2 chia x mũ 2 là hết. Thì ta khỏi ghi ha. Tiếp tục, trừ 4x mũ 3 đem chia cho 2x bình. Trừ 4 chia cho 2, kết quả là trừ 2. X mũ 3 chia cho x mũ 2. 3 trừ đi 2 còn 1, kết quả là x mũ 1. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong được cái bài đầu tiên là đa thức chia cho đơn thức, thật là dễ dàng đúng không ạ? Tiếp tục thầy cho các em ví dụ thứ hai như sau. Các em cùng chú ý nha. Ví dụ số 2 của thầy là 3x bình y bình cộng cho 6x bình y mũ 3 trừ cho 3 xy. Tất cả là đa thức. Thầy đem chia cho âm 3 xy. Y x được không ta? Y x vẫn được ha. Bình thường, đơn giản, không sao cả. Rồi. Thầy tiến hành hướng dẫn các em làm bài này. Thì cũng tương tự như cái vị số 1 chúng ta thôi. Chúng ta sẽ lấy lần lượt các hạng tử của đa thức này. Ta đem chia cho đơn thức là xong. Đầu tiên thầy lấy 3x bình y bình đem chia cho âm 3 y x. Lấy 3 chia cho âm 3, kết quả là âm 1. X bình chia cho x, x mũ mấy đây? X mũ 1 đó ha. Như vậy còn lại là x. Y mũ 2 chia cho y mũ 1, còn lại là y. Xong được em đầu tiên. Tương tự em thứ hai là cộng 6x mũ 2 y mũ 3 đem chia cho âm 3 y x. Cộng 6 chia cho 3, kết quả là trừ cho 2. X mũ 2 chia cho x mũ 1, còn x. Y mũ 3 chia cho y, còn y mũ 2. Tiếp theo, trừ 3 chia cho trừ 3, còn lại là cộng 1. X chia x hết. Y chia y hết. Ok, như vậy chúng ta đã làm xong được cái bài toán số 2 đúng không ạ? Nói chung là thông qua ví dụ số 1 và số 2 này cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Như vậy, sau khi chúng ta làm xong, chúng ta đừng quên kiểm tra lại xem bài làm mình có đúng hay không. Thì ở đây thầy cũng có hai cách để kiểm tra lại bài làm. Cách thứ nhất là chúng ta có thể tính nhẩm để kiểm tra lại nha. Thì nhẩm như thế nào? Các em sẽ lấy cái đa thức thường này nè. Đó là thức thường này nè. Các em sẽ nhân với đa thức
đơn thức chia. Nếu như nó bằng với kết quả của đa thức bị chia thì chúng ta sẽ làm đúng. Rồi, thầy thử nhanh cho các em coi nha. Thầy lấy âm 1x mũ 3, thầy nhân với 2x bình. Kết quả là bao nhiêu ạ? Trừ 2x mũ 5. Ok, đúng được cái hạng tử đầu tiên. Tiếp tục, thầy lấy cộng 3 phần 2, thầy đem nhân với là 2x bình. Thì kết quả của mình là 3x mũ 2. Đây, hoàn toàn đúng. Tiếp tục, thầy lấy trừ 2x mũ 1, thầy đem nhân với là 2x mũ 2. Trừ 2 nhân với 2 là trừ 4. X mũ 1 nhân x mũ 2 là x mũ 3. Ok, như vậy bài này chúng ta làm hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Tiếp tục, qua cái ví dụ số 2 này, thầy sẽ sử dụng máy tính Casio ha, là cách thứ hai đi, để kiểm tra lại cho các em coi xem có đúng hay không nhé. Thì đầu tiên thầy sẽ lấy biểu thức đề bài là 3x bình alpha y bình cộng cho 6x bình alpha y mũ 3 trừ cho 3 alpha y. Đó, đóng ngoặc lại, đem chia cho âm 3 alpha y x, đóng ngoặc lại. Rồi, khan, ta nhập x bằng 1, ta nhập y bằng 1, bằng. Kết quả là âm 2, là các em nhớ thầy kết quả âm 2 này nha. Ấn AC, chúng ta tiếp tục nhập biểu thức kết quả âm 1 x alpha y trừ cho 2x alpha y cộng cho 1. Chúng ta nhập giá trị x, y tương tự hồi nãy là x bằng 1, y bằng 1, bằng. Kết quả là âm 2. Ok, như vậy, cái biểu thức kết quả chúng ta có giá trị là 1 tại x bằng 1, y bằng 1. Và biểu thức đề bài cũng tương tự có giá trị x 1 và y 1, kết quả là âm 2. Như vậy chứng tỏ bài này chúng ta làm đúng. Như vậy thông qua cái bài ôn tập ngày hôm nay, thầy đã hướng dẫn lại cho em cách đa thức chia cho đơn thức và hướng dẫn các em test lại cái kết quả mình làm đúng hay không bằng hai phương pháp. Ok, xin chào tất cả các em, chúc các em học tập thật tốt nhé.